Hello các bạn, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với video của mình nhé. Và trong video hôm nay thì em sẽ hướng dẫn và chỉ cho các bạn về cách đặt lỗ cột làm sao để cho phù hợp với cái nhà của mình nhé. À, và hiện tại mình đang quay đây là cái nhà của mình nhé các bạn. À, mình cũng nói trước với bạn, video này chỉ dành cho người mới thôi. Nếu mà các bạn cao tay hơn thì các bạn có thể là không xem cũng được. Nếu mà các bạn xem, góp ý thêm video thì à, mình cũng cảm ơn các bạn thôi. Ở à, đây các bạn xem, hiện tại đây là À, cái hàng à, xà của mình đó hàng ngang đó bạn là bốn cái xà và trong video trước á thì à, có một số bạn có hỏi mình là à, xem video của anh rồi thì à, em có thể là biết cắt xà nhưng không biết là bắt đầu từ đâu để à, đục cột đục lỗ cột đó các bạn thì à, trong video này thì à, mình sẽ nói rõ hơn về vấn đề này nhé đây các bạn à, bây giờ thì à, hiện tại mình sẽ vẽ và tượng trưng với cái hàng cột uh, ngoài trái cùng này cho bạn xem và tham khảo nhé. Đó nếu mà các bạn người mới thì à, nên các bạn vẽ uh, ở trong giấy xong là các bạn uh, uh, hình dung ra uh, lỗ cột này ở đâu thì à, các bạn mới dễ dàng hình dung ra cái khung nhà của bạn nhé. Còn nếu mà thợ giỏi bình thường á thì rồi Ok bạn và trong quá trình mình vẽ thì rất là mất thời gian nên là mình không quay cho bạn xem và hiện tại mình đã vẽ xong rồi thì mình sẽ tượng trưng để cho bạn dễ hiểu và hình dung ra nhé Cái cột của mình thì mình tính là 3 mét nhé các bạn 3 mét thì mình tương đương là 10 phơn nhé còn cái cột đầu tiên cách cột thứ hai là mình lấy là 2 mét nhé các bạn nguyên 2m là ở tim cột với tim cột là 2m và còn ô tiếp theo nữa là ô ở giữa này các bạn đây là hàng cột cuối cùng ở mái trái mà mình vừa nói với các bạn à, đây là 10 nam phân là tương đương với 3 m nhé các bạn ở à, một phân của mình là mình tính là 20 phân nhé các bạn đó như vậy là 10 phân tương đương với 2 mét nhé bạn 2 mét là nguyên tim còn đây là 3m là 15 phân nhé các bạn còn ngoài cùng này cũng vậy. Rồi khi vẽ được như này rồi thì à, các bạn đây là tượng trưng cái xà của mình. Nếu mà các bạn không biết đặt bắc xà qua đâu và lỗ cột các bạn đặt đâu cho nó chuẩn thì à, mình sẽ nói qua với các bạn sau. Ở à, đây các bạn, à, các bạn hãy đo từ à, đỉnh tức là ngọn cột của bạn đó, các bạn hãy à, hạ xuống là bốn phần nha các bạn. Nếu mà các bạn đặt ở đỉnh này cũng được thôi nhưng mà mình thì mình thấy không đẹp nên là mình đặt ở ở dưới dưới 40 phân nha các bạn tương đương là đây các bạn 2 cm nhá các bạn hay thì là 40 phân và tiếp theo nữa là cái xà ở dưới nữa xà thứ hai nữa thì à, các bạn mình cách xà cách xà là à, mình đặt là 20 năm phân à, sau này mình trần nhà trần hộ quá thì mình hạ mình giận hộp thì à, mỗi hộp của nó là tầm khoảng là 10 phân đến hơn 10 phân nhá các bạn đó như vậy thì uh, rất là đẹp nhưng cái này cũng phải tùy các bạn nếu mà các bạn uh, thích hạ thấp hơn thì cũng uh, tùy theo các bạn đó còn uh, các các bạn xem đây là cái lỗ cột của mình nhé đó khi bạn đặt xuống là bốn phân rồi uh, còn dưới cái xà tiếp nữa là các bạn hạ xuống từ cái sàn này xuống là hai năm phân cho mình mình làm mình thích như vậy đây là cái hàng dọc của mình nhé còn uh, cái xà ở bên hàng ngang của mình là đây là cái lỗ cột nha bạn lỗ cột nó phải ngang với cái lỗ cột của hàng dọc nó mới nó mới đẹp nhau bạn đấy là theo sở thích của mình nếu mà các bạn muốn đặt cao hơn thấp hơn thì tùy bạn thôi nhưng mình thấy thật sự là nó không được đẹp nhá đây các bạn đây là lỗ cột tiếp theo và đây là lỗ cột đây các bạn đó còn ở dưới này các bạn ở dưới này mình lấy cái xà cái xà nó mình cắt cái xà nó ôm vào cái cột đó các bạn, mình phải đặt lỗ như này, còn ở giữa này cũng vậy các bạn, hai cột giữa này là như vậy, còn đây là hai cột ở uh, cuối cùng, đây hai cột cuối cùng đây là mình đặt hai lỗ ở đây, xong là nó bắc qua các cột còn lại nhá Ok, các bạn vẽ được như này rồi thì uh, chắc chắn là các bạn sẽ hình dung được cái khung nhà của bạn, xong là uh, nếu mà các bạn chưa sẻ gỗ, chưa sẻ cái xà của bạn á uh, thì các bạn vẽ được như này, các bạn sẽ À, ví dụ như là 2 mét này chẳng hạn thì à, các bạn có thể là sẻ cái xa là các bạn sẽ đúng 2 mét uh, 5 phân hoặc là 2 mét mốt cho mình là ok không thừa không thiếu đâu thừa chỉ có một tí thôi nha các bạn. Rồi à, mình vẽ như này rồi thì à, chắc chắn là các bạn dễ hình dung rồi. Còn à, nếu mà các bạn à, muốn ngăn buồng thì à, mình nói qua với bạn là chân cột các bạn hãy đặt hai cái lỗ cột ở đây các bạn bắt xà qua để các bạn rào xong là các bạn ngăn cái buồng của bạn nhé. À, còn à, từ đây xuống đây là mình tính là là là, là ngoài hiên phòng khách đó các bạn rồi như này là các bạn dễ hiểu rồi chắc chắn là các bạn sẽ biết và tiếp theo là mình sẽ à, nói qua về à, cái hàng cột tiếp theo mình vừa mới nói với các bạn là rất là nhiều xà đó vừa rồi mình có khuyên nói với các bạn khi các bạn đã vẽ được như này rồi thì các bạn hãy đo lỗ cột từ từ đây xuống nhé các bạn đó từ uh, cái xà thứ hai các bạn đo xem đến chân cột đó nó sẽ dây vào bao nhiêu mét bao nhiêu phân thì các bạn hãy uh, nhớ cho mình sau là uh, uh, hàng cột tiếp theo các bạn cũng tương tự vẽ như vậy nhé cả cái xà ở trên cùng cũng vậy các bạn hãy đo xem đó là hai mét bao nhiêu thì các bạn hãy nhớ uh, rồi đây hàng cột tiếp theo thì mình đã vẽ được rồi nhưng mình chưa mình chưa bắt xả qua nhá các bạn ập à, rồi mình nói với các bạn là các bạn đo bao nhiêu phân đấy Các cột uh, cột khuôn này cột khuôn này thì cột nào cũng như cột nào luôn các bạn nhá tức là cột 3 mét thì nó vẫn nguyên xung quanh là 3 mét hết à, hôm nay thì có gió hơi ồn thì à, các bạn thông cảm nhé. bây giờ mình sẽ vẽ xong mình lấy ví dụ như vừa rồi là hai mét chín chẳng hạn thì à, các bạn hãy đặt hai mét chín ở đây rồi mình vẽ xong rồi mình mới nói qua với bạn vì video, video của mình hơi dài nhé. À, rồi đây các bạn mình đã vẽ xong và đây là cái xà cao nhất của bạn đó. À, đối với hàng cột này thì không có cái xà thấp kia nữa nha các bạn. đó, đây là cái sàn cao nhất mà mình vừa nói với các bạn như ở hàng cột vừa rồi đó các bạn. và mình cũng nói qua với các bạn nếu mà các bạn muốn à, à, cái phòng khách của bạn thoáng thì à, cái cột này các bạn hãy cắt bớt đi nhé đó các bạn cắt từ đây đi xong các bạn bắt xà vượt từ đây đến tít cái cột này luôn nhé các bạn đó các bạn cắt đoạn này đi các bạn kéo và xà xào vượt từ đây từ cái cột dài của các bạn Xong sang cái cột quần của các bạn và mình sẽ quay một chút cho các bạn xem của mình giống như của mình đó rồi đây các bạn đây là cái xào vượt của mình nhá đó mình sẽ mình kéo tít từ cái cột quần ở bên uh, bên uh, bên kia nhá bạn xem mình kéo tật bên này luôn. Còn cái cột vừa rồi mình bảo cắt á, là các cột này nhé các bạn. Còn ở dưới này các bạn muốn thêm trụ uh, con thì các bạn nên uh, thêm trụ con vào, nhìn cho nó đẹp hơn nha các bạn. Đó, các bạn xem đây là rất thoáng luôn nhé các bạn. Đó, các bạn xem các uh, cái hàng cột uh, thứ ba của mình mình cũng bắt uh, xà vượt qua đời. Bạn uh, có đèn nên là hơi chói, các bạn uh, chỉ có xem. Đó, xà vượt của mình nhá các bạn. Rồi, OK các bạn như vậy là mình đã vẽ xong hàng cột tiếp theo thì mình sẽ nói qua với bạn à, đây là cái cái lỗ cột nhá mình vẽ hình vuông đây là tượng trưng cho cái lỗ cột của mình và vừa rồi mình cũng nói qua với bạn nếu mà các bạn à, muốn phòng khách của bạn thoáng thì các bạn hãy cắt bắt cuộn này đi các bạn à, bắt cái xà vượn này qua đây à, còn à, nếu mà ở giữa này ấy, các bạn mình theo mình để cái cột cột quân ở đây thì nếu mà các bạn thích thì các bạn để thêm cột quân ở đây mình nhìn cho nó đẹp nha các bạn. Đó, một khi đã đặt cột quân ở đây thì các bạn sẽ tốn nhiều xa hơn. Đó đây là lỗ cột và thêm một xa. Và đây các bạn, nếu mà cái cột này các bạn là cắt bớt đi rồi thì các bạn muốn đặt lỗ cột ở đâu thì tùy các bạn. Còn mình nói qua với các bạn đây là cái đầu cầu của mình nhá và cắt đầu cầu như nào thì ở trong video trước ấy mình có hướng dẫn với các bạn rồi nếu mà các bạn quan tâm thì mình sẽ để lại đường link ở dưới mô tả video để cho các bạn xem và tham khảo nhé một khi đã có cái xà vượn này rồi thì các bạn lỗ cột của bên chiều dài các bạn chiều ngang thì chắc chắn là các bạn phải có lỗ cột để bắt qua cái hàng cột tiếp theo nhé còn đây các bạn à, lỗ cột này mình phải hạ thấp xuống nó, nó mới chuẩn nhé các bạn nó nhìn cho nó đẹp đúng không ạ À, mình bắt uh, cái xà bé qua đây nhá các bạn thì uh, lỗ cột của ở bên uh, ở bên bên uh, cái uh, hàng cột tiếp theo á thì nó phải có gắn vào đây nhìn nó mới thẳng hàng và đẹp nhé các bạn đó à, còn ở trên này thì các bạn uh, nó cũng như vậy thôi các bạn đó đây là xà vụ, uh, đờ cầu qua đây á thì uh, các bạn nó cũng phải có cái lỗ cột nó phải bắt qua bên uh, hàng cột tiếp theo còn à, ở đây cũng vậy nó cũng chẳng khác gì đây thôi các bạn còn dưới này nữa các bạn đây nữa thì nó vẫn uh, như nhau cả thôi còn mình nói trước với các bạn nếu mà các bạn muốn uh, ngăn các buồng của các bạn thì uh, các bạn phải uh, bắt cái xà ở dưới chân cột và chân cột đó thì uh, các bạn uh, nên làm cái uh, lỗ cột là cái mộc của nó là mình đóng lên nhé các bạn đóng từ chân cột lên và mình có video ngắn để cho các bạn xem và tham khảo rồi đó uh, với uh, càng cột à, cuối cùng đây nếu mà các bạn đây các bạn nếu mà các bạn xây tường thì các bạn có thể là à, cho một cái xà vào đây là được rồi còn à, nếu thêm hai cái xà thì à, nó càng chắc thôi các bạn nhưng mà rất là tốn gỗ đó à, tiếp theo nữa là nếu mà các bạn xây tường thì đây các bạn cái chân cột này ở bên cuối cùng á thì các bạn không cần phải à, bắt xà qua đây đâu nếu mà các bạn xây tường rồi và nếu các bạn không xây tường á, thì các bạn nên à, bắt xà qua rồi các bạn rào ván nhìn rất là đẹp luôn nhá các bạn, các bạn quan tâm những video trước thì mình sẽ đặt đường link ở dưới mô tả video để cho bạn xem và tham khảo nhé những video trước mình có hướng dẫn với các bạn là cắt xà với lại cắt đầu cầu rất là nhiều rất là nhiều luôn các bạn và mình sẽ các bạn hãy xem thật ký vào mình quay một chút cái hàng cột của mình xem có bạn có thể giống như này không nhá các bạn đó rất là giống luôn các bạn xem như này thì chắc chắn là các bạn dễ hình dung và hiểu rồi còn vẽ được như này thì bao nhiêu xà một cái nhà của bạn bao nhiêu xà chắc chắn là các bạn sẽ biết và các bạn đi sẻ không thừa không thiếu đâu các bạn nhé đó dài ngắn bao nhiêu thanh thì chắc chắn là các bạn biết rồi đúng không ạ ví dụ như à, cột này cách cột này hai mét thì à, cột này với cột này thì à, nó là một mét cái này cũng vậy một mét thôi nhưng mà nếu mà các bạn à, muốn sẻ cái xà này này ví dụ như à, xà này thì các bạn nên xẻ là mét dưới đến mét sáu đúng không ạ bởi vì nó ăn tận đây nhìn nó mới đẹp các bạn rồi mình sẽ quay một chút xem các bạn xem có giống nhà của mình hay không nhá rồi đây các bạn đó vừa rồi mình vẽ là y chang như cái nhà của mình luôn á các bạn xem đó đây là cái cột cuốn nha các bạn cột trụ cột trụ con này đây là thêm cái trụ nữa và đây là cái xà vượt mình vừa nói với các bạn đó còn ở trên nữa là cái đầu cầu còn trên cùng nữa là hai cái cột 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 cột, cột trụ bé tí ở trên cùng đó các bạn à, còn uh, thêm uh, cái cột uh, quần ở trên cùng nữa như vậy là xong thôi các bạn uh, các bạn xem xong các bạn muốn uh, làm y như của mình thì các bạn có thể là uh, vẽ như mình cũng được còn nếu mà các bạn bất cột nào á uh, hay là thêm cột nào thì uh, do các bạn tự nghiên cứu nhé các bạn rồi ok uh, video của mình chỉ vậy thôi nếu mà các bạn cảm thấy uh, video của mình thật sự là hay và giúp, giúp ích được cho bạn thì các bạn đừng quên like và share cho tất cả mọi người cùng xem nhé